Chào các bạn nha, trong video ngày hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức làm pate rất là ngon luôn. Pate làm tại nhà rất là dễ thành công, pate ăn mềm, mịn, béo. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm pate ngon thì hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm pate thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên á là mình sẽ chuẩn bị là cái phần gan. Gan là nguyên liệu chính của pate. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng là 300g gan heo và 350g gan gà. Tổng là 650g nha các bạn. Ngoài gan ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm là 300g thịt nạc xay. Thịt nạc xay này thì nó gồm có mỡ trong này luôn nha các bạn thấy không? Chứ mình không có dùng thịt nạc không nha. Nếu mà mình dùng thịt nạc không thì các bạn phải xay thêm. Ví dụ như là 200g nạc thì các bạn xay kèm cho mình là 100g mỡ. Bơ thì mình sử dụng là 100g. 4 lát bánh mì sandwich. Cái bánh mì này 4 lát nó là 140g nha các bạn. 4 quả trứng gà. Hành tây ha, các bạn dùng cho mình một củ hành tây này là 200g nè và 70g hành tím tỏi. Mỡ heo thì mình sẽ có là 260g. Gồm cả cái phần mà mình đắp lên cái miếng pate luôn và cả là cái phần mình xay chung với là pate. 2 hộp sữa tươi. Ha, một hộp này nó là 108 thì mình dùng 2 hộp nó là 360. Gia vị để cho làm cho cái món pate này các bạn thì nó rất là đơn giản thôi. Ha, gồm có là đường, hạt nêm và tiêu. Đường thì mình dùng 30g, 10g hạt nêm và 2g tiêu. Và quan trọng nhất là nước mắm. Ha, nước mắm thì các bạn phải lựa được nước mắm ngon. Nước mắm ngon thì pate mình nó mới dậy được cái mùi thơm. Chứ còn các bạn dùng những cái loại nước mắm mà nó rẻ tiền á thì nó lại không có thơm cái pate. Về cái gan gà thì ví dụ như một cái lá gan như vậy các bạn cắt cho mình nó ra làm 2 ha. Thì hai cái lá gan các bạn cắt ra cho mình làm 4. Gan heo thì các bạn sẽ cắt lát mỏng. Trường hợp mà ở nhà các bạn nào có bếp than á thì các bạn cho lên bếp than các bạn nướng. Nướng cho cái da nó vàng nó cháy xém xém ha. Để cho nó thơm. Và cái thứ hai nữa là nó chảy bớt những cái mùi tanh ở trong gan ra đó. Thì mình làm cái pate nó sẽ không có bị tanh. Đây mình cho vào đây là một hộp sữa tươi nha các bạn. Tốt nhất là mình dùng sữa tươi không đường. Nhưng mà hôm nay á, mình dùng cái loại này nó là cái loại ít đường á cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì các bạn dùng sữa tươi không đường cho mình. Mình sẽ ngâm 30 phút nha. Nó gan mà các bạn ngâm sữa tươi như vậy á, không những giúp cho gan mình nó sạch, nó không có bị tanh và nó còn thải những cái chất độc trong gan ra. Về cái mỡ này các bạn, thì các bạn cứ chia ra, ví dụ như là mình cắt hạt lựu á các bạn, mình cắt hạt lựu ít vậy nè, để chút nữa mình xào xong rồi mình xay. Mình để nguyên miếng như vậy mình xay nó sẽ hơi khó hơn ha. Thì các bạn cứ chia ra, ví dụ như mình chia ra khoảng 100g á là mình lót bên dưới và trên mặt khuôn. Thực ra thì chủ yếu là trên mặt khuôn á để cho nó đừng có bị khô cái pate. Còn ở bên dưới thì nó không quan trọng lắm. Đây các bạn cứ xếp những cái lát mà nó mở nó mỏng mỏng á, xếp sát vào nhau là được ha. Cái này để ra là hồi sáng đó là mình phải để cho nó trong tủ đá các bạn, nó lạnh thiệt lạnh luôn, nó cứng á thì mình cắt nó mỏng nó ngon hơn. Còn nó như này thì mình cắt nó không mỏng được, nó hơi dày dày. Rồi bây giờ các bạn làm nóng chảo lên ha. Mình sẽ cho cái phần mỡ heo mà mình cắt hạt lựu của các bạn mình cho vào đây. Mình xào cho nó ra mỡ đi. Rồi mình cho cái phần hành tím và tỏi các bạn bằm sơ sơ thôi. Đây nè, ha, rồi mình cho vào. Rồi khi mà cái mỡ mình nó ra này nè các bạn, mình cho hành tím tỏi vào đây. Các bạn phi làm sao để cho cái hành tím và tỏi mình nó hơi vàng vàng nha các bạn, thì nó mới dậy lên cái mùi thơm được. Về cái phần nguyên liệu cho cái pate á, hồi nãy mình giới thiệu với các bạn thiếu một cái nguyên liệu nữa, đó chính là muối. Muối nó sẽ giúp cho pate mình để được lâu hơn ha. Đây là một cái cũng như là một cái mẹo vậy đó. Thì ví dụ như muối thì các bạn cho mình nó cỡ khoảng 3g, 4g thôi, chút xíu thôi, không cần nhiều đâu. Chứ còn thật ra thì cái này thì mình đã có cái vị mặn từ hạt nêm, nước mắm và bơ rồi nha các bạn, không cần là phải cho thêm muối đâu. Nhưng mà muốn để lâu hơn thì cho thêm dặn thêm xíu muối cho mình. Đây, khi mà các bạn thấy cái phần hành tỏi mình á nó hơi vàng vàng rồi đó các bạn, thì lúc này mình sẽ cho cái phần thịt nạc xay vào đây, 300g. Nó thật ra cái món pate này á mình làm nó cũng hơi mất thời gian, nên là các bạn làm một lần thì có thể mình áp dụng công thức của mình á, mình làm nó nhiều, rồi khi nào mà mình ăn á thì mình lấy ra một ít mình ăn, rồi cái phần còn dư thì mình cứ bảo quản ở trong ngăn đá tủ lạnh. Nếu mà mình muốn, ví dụ như các bạn làm, các bạn bán bánh mì á, thì các bạn để bên trong ngăn mát ha. Còn nếu mà mình muốn ăn lâu vòng vài tháng luôn á thì các bạn cho vào trong ngăn đá. Đây, cái thịt nạc xay của mình lúc này nó săn lại rồi nè, thì các bạn cho mình là cái phần hành tây cắt hạt lựu ha, cho vào đây. 200g hành tây nè và gan thì sau khi các bạn ngâm sữa rồi nhớ rửa lại nha các bạn, cho nó hết sữa, cho vào đây, cho gia vị vào đây luôn ha. Đường, hạt nêm, muối và tiêu và nước mắm.
không thể nào thiếu được nước mắm. Nước mắm là theo mình cảm nhận nó là rất là quan gia vị, rất là quan trọng cho cái món pate luôn. 20ml nước mắm nha các bạn. 20ml thì nó cỡ khoảng 2 cái muỗng các bạn ăn cơm nè. Hình như là nước mắm thì hình như là chỉ có trong miền Nam á, pate mới cho nước mắm, còn các bạn ngoài miền Bắc hình như là làm pate không có cho nước mắm thì phải. Không biết phải không ha, các bạn xác nhận thử giùm mình xem. Rồi bây giờ mình chỉ cần là mình xào cho cái phần này nó chín là được nha các bạn. Rồi khi mà gan mình nó chín rồi đó các bạn tắt lửa. Lúc này thì nó còn rất là nóng ha, mình sẽ cho vào đây là 100g bơ. Bơ thì mình dùng bơ thực vật cho vào. Thì cái sức nóng của cái chảo mình vừa xào á thì nó sẽ làm cho cái bơ tan chảy ra và nó không có bị mất đi cái mùi thơm của bơ. Các bạn trộn đều lên rồi mình để cho nó nguội bớt nha. Cái gan này nếu mà các bạn muốn mua cho nó ngon á thì các bạn ra chợ các bạn dặn người ta là lấy cho các bạn cái gan mềm làm pate ha, là người ta sẽ biết. Tại vì gan nó có hai loại nha các bạn, một cái loại là gan cứng, một cái loại gan mềm. Các bạn đi ăn thì các bạn cũng thấy mà, thỉnh thoảng các bạn sẽ ăn ví dụ như cái miếng gan á nó mềm, một cái có thỉnh thoảng các bạn ăn cái miếng gan nó cứng. À, chủ yếu là nó nằm ở chỗ là do cái miếng gan á các bạn ha, có loại thì nó sẽ mềm, có loại thì nó cứng. Còn cách luộc á thì nó cũng ảnh hưởng một phần nhỏ thôi à, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái miếng gan ha, gan mềm hay gan cứng. Mềm thì nó sẽ béo và nó thơm hơn, nó ngon hơn, nó bùi hơn. À, bánh mì sandwich á thì các bạn cắt nhỏ ra cho mình, cắt miếng nhỏ ra nè, chút nữa mình xay cho nó dễ. Nếu mà các bạn không có bánh mì này thì các bạn dùng bánh mì ổ, các bạn dùng cho mình khoảng 2 ổ nha. Tại vì cái bánh mì sandwich của mình mua là cái loại dày nha các bạn. Bánh mì Otto á nó loại nó hơi dày. Nếu mà các bạn mua bánh mì mà sandwich mà nó mỏng á thì các bạn có thể dùng khoảng 6 miếng. Rồi các bạn sẽ cắt cho mình vào đây là một hộp sữa tươi, nó là 180 ha. Rồi mình đặt vào đây là 4 quả trứng gà. Các bạn bắp đều lại với nhau ha. Cái loại máy xay này các bạn, nó khác ở cái thằng máy xay sinh tố, cái chỗ là các bạn xay ít nước thì nó vẫn nhuyễn được. Còn máy xay sinh tố thì nó phải có cần cái lượng nước á, nên là các bạn chia ra ha. Ví dụ như ai mà dùng máy xay sinh tố thì các bạn chia cái lượng nước mà ở trong bơ trong mỡ nó ra nè các bạn, với lại cái phần mà bánh mì á thì gọi là chung là chất lỏng đi ha, thì xay nó sẽ dễ hơn, nó mịn hơn. Còn cái máy xay này thì các bạn cứ việc múc vô tư ha, sao cũng được hết. Đây mình cho một phần ít cái lượng bánh mì á, bánh mì với lại sữa trứng gà nè cho vào đây, rồi xay làm 2 lần. Đây sau khi mà xay xong rồi đó các bạn cho nó vào cái thau ha, để mình trộn lát nữa. Nếu mà mình xay, tại mình xay 2 lần nó sợ nóng đều á thì các bạn cho nó vào thau chút mình trộn lại cho nó đều, rồi mình xay tiếp cái mẻ còn lại. Mình cho hết cái lượng bánh mì, sữa và trứng vào đây luôn. Rồi sau khi mà các bạn cho nó vào trong thau rồi, các bạn trộn đều lên lần nữa ha, để cho nó đều hết luôn. Rồi bây giờ mình cho nó vào trong khuôn và mình hấp. Cái pate này á thì nếu mà mình muốn cho nó ra khuôn nó đẹp á thì các bạn hấp, còn không các bạn bỏ vào nồi các bạn nấu chín lên, nấu lên cỡ khoảng 20-25 phút là được. Hay là mình có pate mình ăn, còn ai mà muốn cho đẹp thì cho vào khuôn. Cái khuôn nhỏ nhỏ mình xếp cái mỡ các bạn để mình chụp hình á. Nhà thì các bạn khỏi cần làm kiểu đó ha các bạn, chỉ cần là xếp cái lớp mỡ trên mặt là được rồi. Bạn nào mà các bạn muốn làm ít hơn thì các bạn cứ việc là chia cái công thức ra, các bạn không cần phải làm giống như của mình nha. Ví dụ như công thức của mình các bạn chia làm 2 làm 3 ra, làm cái lượng pate cho ít hơn. Tại hôm nay mình làm là mình cho ông bà nữa nên là mình làm cái số lượng nó hơi nhiều. Đây mỡ thì các bạn xếp lên bề mặt nó như thế này ha, để ra là mình xếp cho nó kín luôn á các bạn, thì nó mới có cái hiệu quả của nó nhiều. Hôm nay á lượng mỡ của mình nó cũng ít rồi nên là mình phủ nó không kín được. Rồi ok ha, thì cái này mà nó có mỡ thì nó sẽ mềm và nó không có bị khô. Còn cái thằng bên dưới á, cái hũ cái hộp bên dưới thì nó sẽ hơi khô chút xíu. Thời gian mà để cho pate nó chín thì các bạn hấp cho mình nó cỡ khoảng 30 phút là nó chín rồi. Còn ai mà muốn cho nó mềm á, nó càng mềm thì các bạn hấp càng lâu, hấp 1 tiếng luôn là nó cực kỳ mềm luôn. Mình ăn thì nó sẽ mềm mà nó tan trong miệng rất là ngon. Còn nếu mà hấp chín thì chỉ cần 30 phút là được nha các bạn. Pate sau khi mà các bạn hấp cho nó chín rồi đó thì mình lấy ra rồi mình để nguội. Ví dụ như nếu mà các bạn muốn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh á thì các bạn dùng cái màng bọc thực phẩm của bạn bọc lại ha, để cho cái pate mình nó không có bị khô. Rồi ví dụ như nếu mà mình muốn để quản bảo quản ở trong ngăn đá tủ lạnh thì các bạn cắt ra, ví dụ như các bạn cắt một cái ổ như thế này, các bạn cắt ra làm 3
ha, rồi mình cho nó vào trong túi ni lông á, mình bỏ trong ngăn đá tủ lạnh, khi nào ăn các bạn lấy ra, các bạn đã đông rồi các bạn hấp nóng lại là mình ăn. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khách đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món pate ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn thích món pate này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.